Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Tiếng giờ các em ạ Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Suzuki Etiga Chiếc xe Suzuki Etiga nó có một phiên bản là phiên bản số tự động Sport Và cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng nhân bánh cho em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh Để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho em một cái chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhá, bởi vì kênh xe tư giàu của em sẽ chuyên về giá xe này, tổng chiến bánh này và các chương trình khuyến mại để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe với giá niêm của nó đang là 559 triệu ạ. À? Đó là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. À. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho anh em giá đang là 505 triệu, à em Có 505 triệu anh em nhá. Còn 505 triệu thôi anh em ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, tổng lăn bánh chi tiết cụ thể như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để cho tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhá. Cam kết với anh em giá lúc nào sẽ tốt nhất thị trường cho anh em đấy ạ. À. Vậy thì chiếc xe Suzuki Etiga Lăn bánh Hà Nội giờ đang là 595 triệu ạ. À. Con trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 198 triệu thôi ạ. À. Con là tỉnh thì đang là 566 triệu đối với thẳng. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 169 triệu ạ. Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 584 triệu. Trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 187 triệu thôi ạ. À. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh của chiếc xe Etiga. Còn các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ, bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện. Đối với cho thẳng nó là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ tụi em thôi. Còn mua trong cái phần trả góp thì em đã tính vào cho anh em là 1 năm và bảo hiểm tân vỏ rồi nhá. Sẽ là có 7 tỉnh thuế cho 12% và một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh thuế 11% Anh em trong 8 tỉnh đấy muốn được tính toán với tổng trên bánh đang bao nhiêu Thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình nhá Để sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ à... Còn tại sao đánh sự có biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó chứ nội thuế sẽ là 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sẽ 10% và biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ 10% và biển số 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy anh em nhá. Ok vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này Tổng chuyến bánh này và các chương trình khuyến mại của chiếc xe Suzuki Etiga Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Suzuki Cũng như các hãng xe khác nhau ạ Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford Để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất Ok xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ